ngày 22 tháng 4, tại cuộc họp chung với các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng EU ở Luxembourg, Ngoại trưởng Hungary Peter Szyzato nói rằng, Mỹ, NATO và EU về cơ bản đang cạnh tranh xem bên nào có thể cung cấp thêm nhiều vũ khí hơn cho Ukraine. Động thái này có thể làm leo thang thêm xung đột với Nga và đe dọa một cuộc chiến tranh thế giới mới. Ông nhấn mạnh rằng, sau quyết định của Quốc hội Mỹ hôm 20 tháng 4 về việc thông qua sự luật mới đối với vấn đề viện trợ cho Ukraine, các chính trị gia ủng hộ xung đột ở châu Âu muốn chơi trò đối bắt. Ngoại trưởng Shijijato viết trên Facebook rằng, việc cung cấp vũ khí mới và hàng tỷ euro viện trợ đều nằm trong chương trình nghị sự hôm nay. Theo ông, Mỹ, NATO và EU hiện đang cạnh tranh quyền điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine thay vì tập trung vào củng cố hòa bình và tìm giải pháp ngoại sau. Ngoại trưởng Hungary cảnh báo, việc chuẩn bị cho một cuộc chiến thế giới mới phải dừng lại ngay tức thì. Các bộ trưởng EU có kế hoạch tập trung thảo luận về xung đột Ukraine tại cuộc họp ở Luxembourg, đặc biệt là việc cung cấp thiết bị phòng không, bao gồm cả hệ thống Patriot của Mỹ cho Kiev. Họ cũng sẽ xem xét sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Kiev tái thiết. Trước đó, hôm ngày 20 tháng 4, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nhiều tháng bế tắc do sự phản đối từ phe Cộng hòa. Sau khi Mỹ vượt qua cửa ải Hạ viện, Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu xem xét sự luật này vào tuần tới. Gói viện trợ chính được chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất từ tháng 10 năm 2023. Thế nhưng, đề nghị này không nhận được sự ủng hộ tại Hạ viện, vốn đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Nhiều đảng viên Cộng hòa chỉ trích vì dự luật không đi kèm các điều khoản an ninh biên giới để ngăn dòng người di cư ở biên giới Mỹ-Mexico. Hôm 21 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cảm ơn các nhà lập pháp Mỹ sau khi dự luật được thông qua ở Hạ viện và kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hành động nhanh chóng để thông qua dự luật tại Thượng viện Mỹ.